Thì đây là hai cuốn sách mà Ngọc Automation biên soạn. Cuốn sách đầu tiên nội dung đó chính là lập trình web server, tức là chúng ta muốn điều khiển PLC qua điện thoại rồi qua internet, qua máy tính, qua trình duyệt thì chúng ta sẽ sử dụng cuốn sách này. Còn cuốn sách này là lập trình PLC ở trên Visual Studio C# ấy. Ok, chào các bạn. Chúng ta sẽ thực hiện một cái hệ thống, đó chính là phân loại sản phẩm theo màu sắc. Và cái hệ thống này thì có bao gồm một cái cánh tay robot nữa. Tức là khi mà cái sản phẩm rơi vào khay thì cánh tay robot sẽ gấp ra một cái thùng chứa chẳng hạn. Nguyên lý là như vậy. Và ở cái hệ thống này thì chỉ có hai màu sắc, đó chính là màu đỏ và màu vàng. Trước hết thì chúng ta sẽ mở cái phần mềm Tia Puzzle lên. Ở đây mình sử dụng cái phiên bản Tia Puzzle V15.1. Sau khi mà mở cái phần mềm lên thì chúng ta sẽ tạo một cái project mới, mình sẽ đặt tên cho nó là phân loại sản phẩm. Và chúng ta sẽ chọn đường dẫn lưu file là cái thư mục download. Ở cái thư mục download thì mình đã tạo sẵn một cái folder là phân loại sản phẩm rồi, tức là cái folder này. Chúng ta sẽ lưu vào file vào cái folder phân loại sản phẩm. Sau đó nhấn OK và nhấn Create. Và bước đầu tiên chúng ta sẽ config the device, tức là thêm cái thiết bị mới. Ở đây chúng ta sử dụng POC 1200. Các bạn sẽ nhấn vào Add New Device này. Sau đó chúng ta chọn controller, lựa chọn S71200 AC à DC 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 nhé. Chúng ta lựa chọn con này. Con nào cũng được. Sau đó nhấn nút S. Rồi sau khi mà có POC, chúng ta sẽ click chuột phải vào POC, chọn Property. Sau đó tìm đến cái System and Clock Memory, các bạn sẽ click vào đây, sau đó bật các cái chức năng hệ thống. Chúng ta sẽ sử dụng chức năng này sau, nhưng mà cái chức năng này thì các bạn nên bật cho mình. Sau khi mà bật chức năng hệ thống thì chúng ta sẽ kiểm tra con POC này có bao nhiêu đầu vào đầu ra. Các bạn sẽ click vào Catalog Info và các bạn kiểm tra là DI là 8, tức là có 8 đầu vào, và DQ là 6, có 6 đầu ra. Và ở đây mình đã thống kê các cái tag của cái hệ thống này. Và các bạn thấy là cái này thì có bao nhiêu tag? Có 24 tag. Do đó là chúng ta sẽ thêm 8 cộng 6 là 24. Do đó chúng ta sẽ thêm một cái DI DQ 16 nhé, để có thể là đưa vào được. Chúng ta sẽ click vào hardware này. Sau đó chọn DI DQ và lại chọn là 16 DI 16 DQ. Cái này chúng ta sẽ lựa chọn cái này. Sau đó kéo qua đây. Như vậy là chúng ta đã đủ đầu vào đầu ra cho cái hệ thống này rồi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ thiết kế giao diện giám sát. Các bạn sẽ nhấn nút vào Add New Device này. Sau đó chọn PC System, sau đó chọn Runtime Advanced, nhấn OK. Sau khi mà có SCADA rồi thì chúng ta sẽ thêm một cái cạp truyền thông giữa SCADA và POC. Các bạn sẽ vào Profinet này, chọn EA General, sau đó kéo qua đây. Và tiếp theo vào cái mục Network để tạo kết nối giữa SCADA và POC. Các bạn sẽ kéo từ POC qua SCADA như thế này. Sau đó vào Connection, tạo kết nối giữa POC với SCADA. Sau khi mà có kết nối rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế giao diện SCADA. Các bạn sẽ vào Runtime Advanced. Sau đó vào Screen, chúng ta sẽ thêm mới một cái Screen để mà thiết kế, tức là giao diện thiết kế của cái project này. Ok, và kích thước màn hình của chúng ta là mặc định là gì thì các bạn sẽ vào Runtime Setting. Sau đó lựa chọn kích thước màn hình, ở đây mình để mặc định là 1024x768 luôn. Và các bạn sẽ bỏ tích vào cái full screen mode này. Sau đó quay lại screen thì chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế giao diện điều khiển giám sát cho cái hệ thống phân loại sản phẩm. Trước hết thì mình sẽ đặt tên cho project. Sau khi mà chúng ta đã đặt tên xong cho cái project này thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế giao diện. Các bạn sẽ kéo cái symbol factory này qua nhé. Sau đó đi đến CNR và tìm đến Conveyor Mix, tức là chúng ta sẽ lấy cái băng tải Conveyor Mix, lấy cái băng tải này ra. Và trước hết các bạn sẽ vào Appearance, chọn cái này là chọn Shader. Và màu sắc sẽ là màu nâu, màu này. Sau đó chúng ta sẽ kéo cái này qua như thế này.
Chúng ta đã có một cái băng tải như thế này rồi đúng không nào? Đây gọi là băng tải 1. Còn băng tải 2 thì ở sau băng tải 1. Băng tải 2 sẽ nằm đây. Và băng tải 2 thì chúng ta cho nó dài một chút bằng cách là copy hai băng tải và đè lên nhau. Sau đó ở cái băng tải 1 thì có rễ có cảm biến sensor. Các bạn đã tìm đến cái mục là sensor. Và chọn cái cảm biến này. Các bạn sẽ sử dụng cảm biến này. Đây là cảm biến phát hiện sản phẩm. Và chúng ta sẽ copy cái này, tạo một cái động cơ nhé. Motor. Tìm đến cái motor. Sau đó sử dụng cái motor này. Và chúng ta sẽ cho nó quay một góc là 180 độ layout. Các bạn sẽ tìm đến layout. Rotate 180 độ. À không phải mà là 90 độ. 90 độ để nó hướng đầu lên trên. Và chúng ta có thể gắn vào băng tải rồi. Và copy cho băng tải 2 cũng tương tự như vậy. Và ở mỗi cái băng tải thì chúng ta sẽ có một cái xi lanh. Ở mỗi cái vị trí chúng ta sẽ có một cái xi lanh. Chúng ta sẽ cho cái cảm biến này nhỏ lại. Và copy qua đây. Sau đó các bạn sẽ vẽ như thế này cho mình. Sử dụng cái hình chữ nhật. Sau đó copy một cái hình chữ nhật nữa. Các bạn làm sao cho cái đầu của hình chữ nhật này nó song song với cái băng tải này. Như thế này là đẹp. Rồi chúng ta sẽ cho nó lên. Sau đó bây giờ sử dụng các cái kỹ năng vẽ 3D của các bạn thôi. Chúng ta sẽ sử dụng cái này. Và kéo từ đây qua đây. Kéo từ đây qua đây. Tương tự cho cái bên dưới cũng vậy. Kéo từ đây qua đây. Như vậy là chúng ta đã tạo được một cái xi lanh rồi. Và ở cái đầu xi lanh này chúng ta sẽ vẽ hình tròn. Biểu thị như là một cái piston khi nó thu hồi. Sau đó chúng ta lại cho cái này qua đây thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái line này. Cái line này để mà vẽ. Từ cái điểm này qua điểm này. Các bạn cứ vẽ cho nhiều vào là nó đẹp thôi. Ok, sau khi mà vẽ đường này rồi thì chúng ta sẽ cho nó qua đây này. Và chúng ta lại copy một cái đường tròn để mà che nó đi. Thì lúc này chúng ta đã có một cái piston rồi. Đúng không nào? Và cái màu piston chúng ta sẽ đổi thành màu này nhé. Các bạn sẽ vào Appearance. Đổi thành màu vàng này. Bây giờ chúng ta sẽ group hai cái này lại. Group. Lúc này cái piston của chúng ta sẽ như thế này nhé. Và cái này chúng ta cũng group nó đi. Cho nó dễ như vậy. Rồi khi mà cái piston tác động thì nó sẽ tạo cái này đi ra. Và cái piston thu hồi thì cái này sẽ mất đi. Nguyên lý là như vậy. Sau đó ở dưới này các bạn cũng vẽ một cái hình chữ nhật để mà tạo cái gì nhỉ? Gọi là cái đường di chuyển. Và lúc này chúng ta sẽ vẽ một cái cánh tay robot nữa, tức là cái tay cánh tay này nhé. Nó sẽ gấp sản phẩm. Cánh tay sẽ gấp sản phẩm từ vị trí này.
Và sau một hồi loay hoay thì mình đã lập trình xong, tức là thiết kế xong cái giao diện cho cái hệ thống này. Và cánh tay gấp thì chúng ta có 3 vị trí này, trái, giữa và phải. Rồi có cái trái, giữa và phải cho 3 cánh tay. Khi mà cánh tay ở vị trí này thì nó sẽ gấp sản phẩm và đưa qua đây thì nó sẽ thả sản phẩm xuống. Nguyên lý là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm các cái nút nhấn điều khiển. Ở đây chúng ta sẽ có cái switch là chế độ vận hành. Switch on off, chế độ vận hành. Các bạn sẽ chuột phải chọn property này. Và ở mục appearance, chúng ta sẽ cho cái label màu trắng. Text cũng màu trắng luôn. On range thì chúng ta sẽ cho màu này. Và off range thì chúng ta sẽ cho màu vàng này. Và cái general ở đây chúng ta sẽ đổi tên thành nó gọi là chế độ vận hành. On thì là auto. Và off thì là menu. Nguyên lý là như vậy. Sau đó chúng ta lại thêm một cái nút nhấn gọi là nút nhấn chạy dừng. Chạy tự động và dừng tự động đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái đèn báo tự động bằng tay, auto menu. Và chúng ta sẽ có thêm một cái nút gọi là nút reset. Reset ở đây là reset bộ đếm. Và chúng ta lại thêm một cái switch nữa, đó chính là simulation, tức là mô phỏng. Chúng ta sẽ để ở đây và đặt tên cho nó là hiển thị on. Text thì chúng ta sẽ cho màu trắng đi, on thì chúng ta cho màu xanh và off thì màu đỏ. Rồi ở mục general thì chúng ta sẽ đặt tên cho nó là mô phỏng. Mô phỏng on off đấy. Trên này chúng ta sẽ vẽ một cái sử dụng một cái chai đi làm cái sản phẩm, chai màu đỏ và chai màu xanh. Các bạn sẽ vào cái mục là container, kéo xuống bên dưới này và có một cái chai này đi. Và layout thì chúng ta cho nó 0 độ để cho nó nằm thẳng đứng. Chúng ta có sản phẩm màu đỏ, cái này chúng ta cho nó thành màu đỏ và cái này màu xanh, cái này màu xanh. Bây giờ chúng ta đã tạm thời tương đối là ổn cái phần gọi là phần thiết kế giao diện. Bây giờ chúng ta sẽ biết ban đầu đi vào cái thêm tag cho POC. Các bạn sẽ quay trở lại POC, sau đó vào cái mục là POC tag và ở mục là input thì chúng ta sẽ thêm các cái mền nhớ y ở đây vào. Các bạn phải copy cái y ở trong cái file Excel này mình đã thống kê ở đây, dán vào đây, Ctrl V nhé. Sau đó quay trở lại cái dưới giải thích thì cũng copy dán vào đây. Tiếp theo chúng ta thêm một cái mục nữa, đó có mền nhớ m. Mền nhớ m thì song song tương đương với mền nhớ y, mục đích là để đưa lên SCADA thôi. Chúng ta lại dán vào đây. Và comment thì cũng tương tự như vậy. Cái này cũng vậy. Ok, sau đó chúng ta lại thêm một cái folder tag nữa, đó chính là output. Output thì chúng ta sẽ copy cái phần này và cái giải thích cũng vậy. Cái này là trung gian, các bạn sẽ copy sau đó thêm cái folder tag mới gọi là trung gian output. Sau
Sau đó cái này cũng vậy, copy bình thường. File Excel thì các bạn có thể tải dưới video nhé. Rồi chúng ta lại thêm cái tag nữa, đó chính là sung, sung P. Sung P là để tạo cái các cái sung thôi. Các bạn sẽ vào cái sung P này, dán vào đây, sau đó copy cái này, comment cũng vào đây. Ngoài ra thì còn có là dữ liệu tức là các cái giá trị cầm biến đọc về, tức là bộ đếm sản phẩm đấy. Như vậy là chúng ta đã add xong tag cho cái hệ thống này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái screen. Các bạn sẽ chuột phải, chọn Close Other, tức là đóng tất cả các thẻ tag khác. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ gán tag cho các cái băng tải này. Các bạn sẽ chuột phải, chọn Property. Sau đó ở một cái Animation Display, các bạn sẽ chọn Appearance. Khi băng tải lên 1 thì chúng ta sẽ cho cái gì? Foreground Color lên màu xanh. Sau đó bây giờ các bạn sẽ click vào băng tải 1. Các bạn sẽ đi để tìm đến cái tag PLC, nhớ là tag PLC này, đồ ra output, và kéo cái detail này lên. Chúng ta sẽ sử dụng cái tag là Q băng tải 1, kéo qua đây. Cái này là Q băng tải 2 đúng không nào? Q băng tải 2. Và ở đây các cái cảm biến chúng ta sẽ bôi đen một lượt các cái cảm biến. Có 3 cái cảm biến trên này và 2 cảm biến dưới này. Chúng ta sẽ thêm display, chọn appearance. Khi mà cảm biến tác động thì chúng ta sẽ cho nó màu đỏ nhé. Chúng ta sẽ cho nó màu đỏ. Và đây là cảm biến vào thì các bạn sẽ gắn cái tag là M. Các bạn sẽ tìm đến cái M. M cảm biến vào. Ở đây các bạn sẽ kéo cái này qua. Sau đó cảm biến đỏ 1, cảm biến đỏ nhé, cảm biến xanh. Rồi cảm biến đỏ, cái này là đỏ 2, đỏ 1, cái này là xanh 2. Rồi ngoài ra thì còn có cánh tay gấp, cảm biến vị trí cánh tay gấp. Chúng ta sẽ bôi đen tất cả các cái vị trí này. Property, sau đó ở cái mục gọi là Animation, chọn Display, chọn Appearance. Lúc này khi mà tag bằng 1, chúng ta sẽ cho background là màu đỏ nhé. Rồi ok, trái, cái này là trái. Cánh tay gấp trái thì chúng ta sẽ robot màu đỏ trái đúng không nào? Robot màu đỏ giữa và robot màu đỏ phải. Tương tự màu xanh cũng vậy. Màu xanh trái, màu xanh giữa và màu xanh phải. Cái xi lanh này, tiếp tục chúng ta lại gắn tag cho xi lanh này. Các bạn sẽ vào mục trước hết thì các bạn sẽ bỏ cái group, ungroup nó ra. Sau đó ở cái thư mục gọi là visible. Khi mà tag nào lên một, tag đầu ra này, xi lanh đỏ, tác động thì cho nó hiển thị lên, còn không thì thôi. Cái này cũng vậy, group, ungroup. Sau đó ở cái mục visible, chọn cái signal bit nhé, và cái này là xi lanh xanh. Rồi tiếp theo, cái này lúc nãy mình chưa gắn đúng không nào? Hai cái này chúng ta cũng vào display appearance. Khi mà tag lên 1 thì cho nó lên màu xanh. Và chúng ta sẽ gắn tag đầu vào là băng tải 1. Băng tải 2. Khi nào thì cánh tay robot này xuất hiện? Khi mà ở vị trí giữa, tức là ở vị trí phải chứ, thì cánh tay robot này sẽ xuất hiện. Các bạn sẽ vào Animation. Trước hết thì các bạn sẽ bỏ Group, Ungroup cái này ra. Sau đó ở cái mục Display Visible Signal Bit,
cảm biến gì? Cảm biến phải, mớ phải, robot đỏ bên phải. Và cái này là mớ robot đỏ ở giữa. Ở giữa tức là vị trí chờ nhé. Visible. Một đỏ ở giữa. Và cái này chúng ta cũng ungroup nó ra. Visible. Chọn visible bên trái đúng không nào? Ok. Rồi tiếp theo cái này cũng vậy, chúng ta cũng ungroup. Rồi cho nó chọn cái thư mục là visibility đấy. Sang bên phải. Cái này xanh ở giữa. Và cái này cũng ungroup đi nhé. Cái này cũng ungroup đi. Rồi visibility. Và xanh bên trái đúng không nào? Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gán cho cái nút mô phỏng này. Các bạn sẽ tìm đến cái general, sau đó tìm đến cái miền nhớ mơ. Ở đây, mở simulation ở đâu? Mở simulation, kéo qua đây. Sau đó event thì chúng ta cũng switch on thì set bit này. Set bit. Và switch off thì reset bit. Set bit nào? Bit simulation. Cái switch on cái này cũng vậy. Và chế độ vận hành chúng ta cũng tương tự theo cái này, set bit. Reset bit. Và cái tag gọi là tag mode nhé, M mode tức là chế độ vận hành. Property cái này cũng vậy, M mode. Bây giờ nút nhấn chạy thì các cái nút nhấn này chúng ta sẽ bôi đen tất cả, sau đó chọn event. Create thì set bit. Và release thì chúng ta reset bit. Rồi nút nhấn chạy thì là event for red, chúng ta sẽ chọn là m run đúng không nào? Release cũng vậy. Cái này là m stop. Và fresh cũng vậy. Cái này là m reset đúng không nào? Reset. Cái này cũng reset. Rồi bây giờ chúng ta lại bôi đen tất cả các cái đèn này. Ở cái mục animation chúng ta sẽ cho nó hiển thị. Khi mà tắt lên 1 thì chúng ta sẽ cho background là màu xanh chẳng hạn. Màu xanh này. Auto là cái đèn đầu ra output quy lam. Quy lam auto. Và cái này là quy lam menu. Rồi cái này là đèn run. Quy running. Tác lên 1 thì màu xanh và tác bằng 0 thì màu đỏ. Chúng ta sẽ cho cái này thành màu đỏ. Với điều kiện là tác bằng 0. Còn tác bằng 1 thì cứ bình thường như thế này. Bây giờ chúng ta lại thêm các cái switch. Switch là điều khiển. Chúng ta sẽ thêm một cái switch điều khiển chế độ bằng tay cho các thiết bị. On off chế độ bằng tay. Và cái text chúng ta sẽ cho là 13 đi. Ở đây các bạn sẽ chọn property switch và appearance. Text chúng ta cho màu trắng nhé. Và on thì chúng ta sẽ cho màu xanh. Off thì màu đỏ. Và tag ở đây là gì? General. Trước hết thì ở một cái event set bit. Reset bit. Và cái tag ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái tag m bằng tại 1. Tức là điều khiển bằng tại 1. Cái property này cũng vậy. Tiếp theo m bằng tại 2. Cái này cũng m bằng tại 2. Và cái này là xi lanh.
Cái này là xi lanh màu đỏ đúng không ạ? Tác động xi lanh màu đỏ. Xi lanh đỏ. Đây, các bạn sẽ thấy ở đây. Tiếp theo, màu xanh cũng tương tự như vậy. Và ở cái cánh tay này thì chúng ta sẽ có ba cái nút, đó chính là nút quay phải, quay trái và về giữa. Quay phải, quay trái. Về giữa. Cái này là chế độ bằng tay nhé. Và chúng ta bôi đen ba cái nút này ở mục Property, ở mục Appearance. Chúng ta sẽ cho nó, cho border về 0 để cho nhìn cho nó đẹp thôi. Và Event thì Fresh. Khi mà Fresh thì chúng ta sẽ set bit. Và Release thì chúng ta sẽ reset bit. Cái quay phải thì chúng ta sẽ sử dụng cái miền nhóm M. M robot màu đỏ, quay phải. Cái này. Giữa thì màu đỏ ở giữa. Cái này cũng vậy. Và trái thôi. Tương tự cho nhau. Cái này là đỏ. Còn cái này là xanh chứ. Rồi chúng ta sẽ thêm một cái nữa, đó chính là cái mũi tên nhé. Cái mũi tên để biết là cái robot hiện tại nó đang quay theo chiều nào. Các bạn sẽ làm như thế này cho mình. Mục đích là để cho biết cánh tay robot nó đang quay theo chiều nào thôi. Sau đó chúng ta sẽ animation. Cái này là xanh trái đúng không? Mục Property thì chúng ta cho nó màu xanh đi. Màu xanh. Và Animation Display thì chúng ta sẽ cho nó Visible. Visible. Chúng ta tìm đến Q. Output là xanh đang quay trái. Và khi mà màu xanh thì chúng ta sẽ cho cái tag lên 1 thì background màu xanh. Và Flashing chúng ta sẽ cho nó flat đi để cho nó đẹp. Quy rút quay trái, xanh quay trái nhé. Và chúng ta lại có robot xanh quay phải. Và tất nhiên là cái này là quay phải. Quy robot xanh quay phải. Cái này cũng vậy. Ok, tương tự cho robot màu đỏ. Chúng ta copy hai cái này. Ok, chúng ta cũng bôi đen hai cái này nhé. Và cái này là đỏ. Đỏ màu phải đúng không nào? Màu đỏ màu bên phải. Còn cái này xanh bên trái thôi. À, đỏ bên trái. Ok, bây giờ là
chúng ta đã thiết kế tương đối là xong, gần xong cái này rồi. Và quay trở lại cái POC thì chúng ta sẽ bắt đầu lập trình cho cái hệ thống này. Quay trở lại POC thì các bạn sẽ vào Program này, sau đó add new block cho mình. Để mà thêm các cái block, chương trình con FC, đặt tên là FC Auto. FC ở chế độ Auto. Chương trình con ở chế độ Auto nhé. Hello, hello. Rồi tiếp theo chúng ta là FC Menu. Rồi FC Simulation. Tức là mô phỏng, FC mô phỏng. Và cuối cùng là FC Output, tức là điều khiển đầu ra output. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo xong các cái FC. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại OB1, main OB1 tức là chương trình chính. Chúng ta sẽ gọi các cái chương trình còn ra, trước hết là điều khiển hệ thống đó. Điều khiển hệ thống tức là bật tắt các cái chế độ vận hành. Đây gọi là chế độ vận hành thì hay hơn. Ở đây mình sửa thành chế độ vận hành đi. Chúng ta sẽ sử dụng mình nhớ y mode và m mode, có y thì có m song song với y, các bạn thấy là nó song song. Sau đó cái này là q lam auto, và khi cái này không lên một, cái này bằng không ấy, tức là not ấy, thì là nó sẽ q lam menu. Nguyên lý là như vậy. Sau đó chúng ta sẽ gọi chương trình con và chế độ tự động. Khi nào thì gọi chương trình con chế độ tự động? Khi cái đèn lam auto này sáng, chúng ta sẽ kéo cái FC auto qua đây. Tiếp theo gọi chương trình con chế độ bằng tay. Khi nào thì gọi chương trình con bằng tay? Q lam menu. Và gọi cái chương trình con FC menu này. Tiếp theo chúng ta lại gọi chương trình con output. Và chương trình con output thì chúng ta sử dụng trực tiếp nó luôn mà không cần phải làm gì. Và gọi chương trình con chế độ tự động. À, chương trình con mô phỏng. Khi nào thì gọi chương trình con mô phỏng? Khi chúng ta cái bit mô phỏng M simulation lên 1 thì chúng ta sẽ gọi cái chương trình con simulation. Bây giờ chúng ta đã thiết kế xong các cái lập trình xong các cái chế độ vận hành. Vậy thì chúng ta sẽ đi từng cái FC, tức là chương trình con. Trước hết chúng ta sẽ mở cái chương trình con chế độ tự động. Vậy thì chế độ tự động thì trước hết là điều khiển hệ thống. Khi mà chúng ta nhấn nút run thì đèn run sẽ sáng và đèn stop sẽ tắt. Còn nhấn nút stop thì đèn stop sáng và đèn run tắt. Ở đây chính là cái run của cái chế độ tự động chứ không phải là run của hệ thống đâu. Và khi mà chạy run thì chúng ta sẽ chạy cái băng tải 1. Khi mà cái đèn run sáng thì chúng ta cho băng tải 1 chạy, set nó lên 1. Và ở đây sử dụng Petrix, tức là một cái xung truyền lên thôi. Còn nếu mà không có Petrix này thì cái băng tải 1 nó luôn luôn chạy, nó bị dứ. Còn cái Petrix là nó chỉ có một xung truyền lên, gọi là xung truyền lên. Và khi mà cảm biến tác động thì chạy băng tải 2 và đếm sản phẩm vào. Khi cảm biến vào tác động thì chúng ta sẽ chạy cái băng tải 2 và đếm sản phẩm vào là tăng lên một giá trị. Chúng ta dùng hàm S này, bộ đếm tăng thêm một giá trị, tức là cộng thêm một và move vào bản thân nó thì là nó sẽ tăng lên một giá trị. Còn khi mà cảm biến màu đỏ tác động thì tác động xi lanh 1 giây này, rồi đếm sản phẩm đỏ, sau 2 giây thì reset xi lanh đỏ. Khi mà băng tải 2 đang chạy và cảm biến màu đỏ tác động thì sau 1 giây thì chúng ta sẽ set cái xi lanh đỏ lên 1 để cho nó đẩy sản phẩm xuống cái vị trí góc. Và lúc này thì chúng ta sẽ tăng bộ đếm màu đỏ lên 1 giá trị. Và khi mà cái xi lanh đỏ này tác động thì sau 2 giây thì nó sẽ thu hồi về, nó sẽ reset bản thân nó.
Còn khi gấp cảm biến ở vị trí gấp tác động thì khi cảm biến ở vị trí gấp tác động thì thứ nhất là cánh tay di chuyển sang phải. Khi mà cảm biến màu đỏ 1 tức là cảm biến tại vị trí gấp của màu đỏ, thì cánh tay di chuyển sang phải, tức là thực hiện cái bước 1. Ở đây mình thêm một cái nhóm tác nữa, gọi là tác ở vận hành ở chế độ từ các cái bước 1 cho đến 5 của cánh tay màu đỏ, cánh tay robot màu đỏ và cánh tay robot màu xanh. Thì quay trở lại cái auto, thì khi mà cái cảm biến màu đỏ 1 tác động thì chúng ta sẽ set cái bước 1, đồng thời lúc này chúng ta sẽ đếm bộ đếm là cảm biến màu đỏ 1 lên 1. Và ở bước 1 thì chúng ta sẽ cho cái cánh tay robot di chuyển sang bên phải. Và khi mà cảm biến robot bên phải tác động thì chúng ta lại nhảy qua bước 2 và reset bước 1. Ở bước 2 thì chúng ta sẽ set cái robot kẹp, tức là chúng ta có một cái kẹp sản phẩm. Lúc này thì chúng ta cũng reset cánh tay robot đi về bên phải luôn. Và khi mà robot kẹp được 1 giây thì chúng ta sẽ nhảy qua bước 3 và reset bước 2. Ở bước 3 thì chúng ta sẽ cho robot di chuyển về cánh tay trái để đưa sản phẩm gấp được về cái thùng sản phẩm. Thì lúc mà cảm biến bên trái tác động thì chúng ta sẽ nhảy qua bước 4 và reset bước 3. Bước 4 thì chúng ta sẽ reset cái kẹp, tức là nhả cái kẹp ra, đồng thời là reset cái DO trái, tức là màu đỏ trái. Lúc này chúng ta đếm cái sản phẩm màu đỏ lên 1 trong cái thùng, tức là lúc này chúng ta có một cái sản phẩm ở trong thùng rồi. Và sau 1 giây thì chúng ta sẽ reset cái màu đỏ, cánh tay di chuyển sang bên phải, đồng thời nhảy qua bước 5. Và ở bước 5 thì khi mà cánh tay về vị trí dưới rồi thì là chúng ta đã hoàn thành một chu trình, chúng ta sẽ nhảy qua. Tương tự như vậy, khi cảm biến màu xanh tác động thì cũng như vậy. Và cánh tay gấp màu xanh tác động thì cũng tương tự như màu đỏ luôn, cũng không có gì là khác. Đây chính là cái chương trình tự động. Còn chương trình bằng tay thì chúng ta sẽ vào đây. Chương trình bằng tay thì đơn giản hơn. Ở cái cánh tay robot sản phẩm màu đỏ thì khi mà ở dưới thì chúng ta di chuyển sang phải thì chúng ta sẽ set bên phải và set bên trái nếu mà không phải di chuyển sang phải. Còn nếu mà robot ở dưới rồi thì chúng ta sẽ reset toàn bộ, tại vì nó không được di chuyển nữa. Còn robot di chuyển cánh tay sang mờ cảm biến bên trái, tức là cảm biến bên trái của cánh tay robot tác động, thì khi mà cảm biến bên trái không tác động, robot cảm biến robot đỏ bên trái không tác động, thì cái cảm biến set cái màu đỏ bên trái này, đồng thời là reset cái bên phải, tức là set bên trái thì phải reset di chuyển sang phải. Và khi mà cảm biến này tác động thì chúng ta lại reset ba cái này, tương tự như bên phải cũng vậy. Và cánh tay màu xanh thì cũng giống cánh tay màu đỏ thôi. Và bằng tải 1 thì khi mà switch chúng ta lên 1, khi switch lên 1 thì chúng ta cho cái này lên 1. Bằng tải 2 cũng vậy, xi lanh màu đỏ và xi lanh màu vàng, và xi lanh màu xanh cũng vậy. Cái robot kẹp cũng vậy nhé, cái kẹp cũng vậy. Rồi đó chính là cái chương trình chế độ tay. Ngoài ra thì còn có chương trình output, tức là đầu ra. Đầu ra là sự kết hợp của bằng tay và tự động. Khi mà cái đèn auto sáng thì chúng ta sẽ lấy cái bit auto của cái tay robot màu đỏ. Còn đèn menu sáng thì chúng ta lấy cái bit trung gian menu robot màu đỏ đi chưa di chuyển về bên phải. Và lúc này chúng ta đưa ra đầu ra Q1.1 ở đây. Tương tự cho xi lanh màu xanh và bằng tải. Rồi bằng tải 1, bằng tải 2, xi lanh sản phẩm đỏ, xanh và kẹp sản phẩm đỏ và kẹp sản phẩm xanh. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi vào cái network là simulation, cái chương trình con simulation. Ở đây mình đang chạy cái PLC, do đó nó có màu xanh như thế này. Khi mà mô phỏng thì chúng ta sẽ reset cảm biến, set cảm biến dứa để cho báo là lúc này cảm biến dứa đang tác động. Và lúc này chúng ta enable một cái sản phẩm màu đỏ và cái bit trung gian màu đỏ. Khi mà bit trung gian màu đỏ thì chúng ta sẽ đếm 20 giây để cho sản phẩm di chuyển. Khi mà từ 8 đến 9 giây thì cho cảm biến vào tác động. Từ 11 đến 12 giây thì cho cảm biến vào, cái này là của sản phẩm xanh này. Còn khi nào thì cảm biến đỏ tác động. Khi mà lớn hơn hoặc bằng 8 giây thì chúng ta sẽ set enable màu xanh, tức là cho màu xanh di chuyển. Còn ở đây là remove 19 giây
thì chúng ta sẽ cho cảm biến màu đỏ tác động. Và khi mà C-Line đỏ tác động thì chúng ta reset cái enable đỏ đi. Đồng thời ở đây lại set cái enable khi mà cái này về 0 thì sau 0.5 tức là 2 giây thì nó sẽ tự động kiểm tra, nếu mà bằng 0 thì nó sẽ set nó lên. Mô phỏng sản phẩm xanh chạy thì cũng tương tự như vậy. Sản phẩm xanh thì xa hơn, do đó chúng ta sử dụng 40 giây. Và remove cảm biến màu đỏ tức là khi mà C-Line đỏ tác động thì chúng ta sẽ tác động cái đỏ 1. C-Line đỏ trái tác động thì reset cái đỏ 1, tương tự cho màu xanh. Mô phỏng cảm biến cánh tay robot màu đỏ. Ở đây là cảm biến cánh tay robot này, ở vị trí dứa này, vị trí trái này và vị trí phải. Khi nào thì set nó lên, khi nào thì reset nó. Tức là khi mà cánh tay di chuyển sang bên phải và sau 2 giây thì nó set cảm biến dứa. Cái này cũng vậy, đỏ di chuyển sang trái thì nó sau 2 giây thì reset cảm biến dứa. Tương tự như cái này cũng vậy. Và mô phỏng cảm biến cánh tay robot màu xanh cũng tương tự như màu đỏ nhé. Mô phỏng hiển thị sản phẩm đỏ. Khi nào thì hiển thị sản phẩm? Khi chúng ta mô phỏng thì nó sẽ di chuyển lên băng tải. Do đó là chúng ta sẽ mô phỏng cái vị trí cánh tay robot hiển thị cái vị trí cho cái sản phẩm màu đỏ. Và màu xanh cũng tương tự như vậy. Thì đây là nguyên lý của cái hệ thống gọi là lập trình POC S71200 cho cái hệ thống phân loại sản phẩm có cánh tay góc. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng. Ở đây mình đã bật POC Sim lên rồi. Chúng ta chỉ cần download cái chương trình xuống POC Sim này thôi. Đây là POC Sim. Chúng ta load cái chương trình này. Sau đó nhấn Finish và đi qua cái Tiposo, tức là cái SCADA Screen này. Thì mình sẽ giải thích một chút. Tức là ở đây mình sẽ cho cái chai màu đỏ nó di chuyển từ vị trí này cho đến vị trí C-Line màu đỏ. Với gì nhỉ? Với cái tag là cái timer remove màu đỏ chúng ta đã được học ở đây. Timer remove màu đỏ chính là cái timer này. Đây, nó di chuyển từ 0 đến 20 giây thì nó sẽ lặp lại như vậy. Và cái này nó sẽ di chuyển từ 0 đến 2000 tức là 20 giây đấy. Và di chuyển từ đây đến vị trí C-Line, tương tự như sản phẩm xanh thì từ đây đến vị trí C-Line là 40 giây. Các cái sản phẩm này nó xuất hiện khi mà cái cảm biến này tác động. Cảm biến này tác động thì cái sản phẩm này xuất hiện. Cái này cũng vậy, màu xanh cũng vậy, tương tự như vậy. Và ở đây có một cái chai di chuyển đi xuống thì nó sẽ theo cái timer của cái C-Line. Timer của C-Line nó sẽ di chuyển đi xuống. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử chạy cái runtime nhé. Và mình sẽ tạm thời tắt cái POC Stream, stop POC Stream, sau đó run lại. Cái này thì các bạn không cần thực hiện bước stop run đâu, tại vì các bạn chạy mới luôn. Còn ở đây là mình sẽ chạy lại. Ok, thì nguyên lý vận hành là như thế này. Trước hết ở chế độ menu, sau đó mình sẽ bật mô phỏng lên. Thì chúng ta sẽ quay phải. Thì cái cảm biến này nó sẽ tác động, cái này sẽ quay phải. Còn về giữa thì cái này sẽ di chuyển sang về giữa. Còn quay trái thì cánh tay robot sẽ quay về bên trái. Cũng tương tự như cái này. Rồi các cái thiết bị này thì chúng ta sẽ bật tắt bằng tay như thế này. Cũng không khó lắm đúng không nào? Về giữa, cái này chúng ta cho về giữa thì các cái cánh tay nó sẽ tự động về giữa. Đây chính là cái nguyên lý của cái chế độ bằng tay. Còn nếu chúng ta chuyển qua chế độ tự động thì nó sẽ làm như thế nào? Trước hết thì các bạn sẽ nhấn nút Auto, sau đó nhấn nút chạy. Lúc này cái chai màu đỏ nó sẽ di chuyển và gặp cái cảm biến vào thì nó sẽ bật cái băng tải 2. Sau đó cái chai màu đỏ sẽ di chuyển đến cái vị trí cảm biến màu đỏ. Đến cái vị trí gọi là cảm biến màu đỏ thì nó sẽ đẩy cái chai xuống cái đường ray này, cái máng này. Sau đó chờ cái này di chuyển qua gấp. Lúc này nó qua phải, nó gấp rồi. Nó gấp về giữa rồi, gấp về bên trái. Lúc này chúng ta đã được một sản phẩm màu đỏ rồi đúng không nào? Và cái sản phẩm màu xanh thì cũng tương tự. Mình tắt cái switch này đi. Và lúc này chúng ta sản phẩm màu đỏ thì cũng di chuyển đến cảm biến rồi. Chúng ta đã được hai sản phẩm màu đỏ. Nhưng mà nó chưa gấp qua đây, do đó là sản phẩm màu đỏ đây là mới được một thôi. Một lát thì chúng ta sẽ được hai. Và tương tự như màu xanh cũng vậy, màu xanh cũng vậy. Lúc này chúng ta được một cái sản phẩm màu xanh rồi. Và hệ thống cứ chạy liên tục như vậy cho đến khi chúng ta sẽ nhấn nút dừng.
Khi mà chúng ta nhấn nút reset thì tất cả các cái bộ điểm này nó sẽ về không, tất cả bộ điểm nó sẽ về không. Ví dụ như bây giờ mình nhấn reset thì các cái bộ điểm sản phẩm nó về không hết rồi, đúng không nào? Và đây chính là cái hệ thống gọi là phân loại sản phẩm theo màu sắc có cánh tay góc. Mình xin kết thúc video ở đây. Chào các bạn.